kêu cho món đùa gạo đi cho. Em Lê Văn Đức, em sinh viên năm thứ tư tại trường Đại học Khoa học Huế. Thôi, cố gắng đi. Hiện tại thì em đang ở cùng với O Diệp và các anh em ở phường Kim Long của Huế. Các anh em thì không phải là những người gì, anh em cùng xuất phát từ một miền vào đây. Và O cũng không phải là một người có quan hệ họ hàng ruột thịt chi với tụi em với nhau. O biết các cái sinh viên là ở xa đến là điều kiện khó khăn thiếu thốn nên O không lấy các cái khoản tiền nhà O cho anh em vào ở. Các sinh thế hệ sinh viên ở đây quá nhiều năm và họ truyền tai nhau là có một người O ở đây là cho anh em ở phòng không mất tiền và sống như một gia đình như vậy. Ra trường 6 năm nhưng con vẫn chưa có dịp quay lại mảnh đất cố đô thăm mẹ Huỳnh Thị Diệp. Chúng tôi vẫn hay gọi mẹ bằng cái tên thân mật là O Diệp. Đã ngoài 60, có lẽ giờ đây mẹ đã ốm yếu hơn xưa. Nhưng con biết sở thích uống bồ húc của mẹ vẫn duy trì đúng không? Đó là nước uống ưa thích nhất của mẹ. Với con, 4 năm sinh sống và học tập ở Huế là những kỷ niệm đẹp của thời tuổi trẻ. Nhưng hơn hết, tại xứ thần kinh này, con đã nhận được tình thương, sự bao bọc, sẻ chia của mẹ, người phụ nữ không lập gia đình nhưng có đến vài trăm đứa con. Các em sinh viên ở ngoài không ba con chị, thì mẹ cho họ ở cho vui, bởi vì giúp đỡ mẹ đôi chút. Mẹ cũng có con có cái độc thân cô đơn một mình một chắc. Thành chỉ cho các sinh viên ở để giúp mẹ khi đi lễ đi mua giặt dù về đi đôi chục. Năm 91, thì ông cầu ra đi, ngày 23 tháng Giêng, có cả qua cả tháng 3, tháng 4 thì sơ sinh cho các em, các cháu vợ. Không cho đến tới đến trưa luôn. Bên từ khi ba người để lên năm người lên đến 4, 6, 7 người rồi nội từ đi học hỏi nhau, hỏi em ở mới cho xin cho ở vậy thì các bạn về xin mẹ cho có hai người xin mẹ cho ở cho không sẵn sàng cho đàng hoàng. Mẹ tỉnh ra thì mẹ đêm hai cũng đêm năm ngủ nay hay nhớ đêm từng người nữa thì mẹ tỉnh ra người ở trong nhà thì có tên trăm người. Còn đi ôn nữa thì còn cả 5, 6, 30 người. Mẹ năm nay là được 86 tuổi ấy. Sức khỏe của mẹ thì về tâm hồn thì mẹ cũng đang còn minh mẫn, và nhưng mà về đôi mắt thì mẹ mù, không còn thấy nhìn thấy được gì, và đôi chân thì đi hơi khập khiễng ấy. Mẹ là một người nhiều tình cảm, mỗi lần mà có dịp thì là mẹ luôn dành lời hỏi thăm tới gia đình bố mẹ người thân của em ở ngoài quê, rồi nhiều khi mẹ còn tìm cách liên lạc nữa. Em sống được một năm đấy, là ở với O được một năm đấy. Khi bắt đầu bước vào hoặc là qua lời giới thiệu của các người anh học đại học và người thân quen giới thiệu em vào đây ở, thì sau thời gian sống được khoảng một vài tháng thì mình cảm giác môi trường là hợp với
tính cách của mình thì mình quyết định là ở đây luôn. Và điểm đặc biệt nhất là em cảm thấy là có trên có dưới, nó không khác gì là nhà của mình luôn. Em chuyển lên đây vào năm thứ hai và em ở đây được 2 năm rồi. Khoảng thời gian 2 năm ở đây em thực sự cảm nhận được rất là nhiều thứ gần gũi, ý nghĩa và ngọt ngào trong cuộc đời sinh viên của em. Vì em ở trong một gia đình có một người ó rất là giàu tình thương, đó truyền cho em biết cách yêu thương mọi người. Ó cho tụi em lên đây, ó không lấy tiền nha. Ó lại còn giúp đỡ những em tụi em về một số vật chất khác. Chẳng hạn như khi tụi em thiếu thốn cái gì đó, thiếu thốn gạo, thiếu thốn dầu, hay là một số anh em có thể có chăn không được cho ấm cho lắm, thì ó đều cố gắng để giúp đỡ hết mình. Em thấy 2 năm thì em đã gặt hái được rất là nhiều thứ đáng để học hỏi ngoài cái chuyên môn của em ở trường đại học. Em rất là khâm phục ó, vì một người phụ nữ mà không hay lấy chồng mà lại là sống một mình mà đến nay đã 86 tuổi mà lại là cho tất cả mọi sinh viên dù ở đâu đến ó cũng đều chấp nhận cho sống. Ngày xưa có đi học mà đi chơi với bạn bè về khuya, về 11 giờ trở lên mà không xin phép ó. Vì ó nạt, ó đóng hết cửa. Ó bảo là mấy đứa con gái ở trong phòng là không đứa mà mua mở cửa cả, đứa mà mở cửa là đuổi đi luôn. Với cái sự nóng giận của ó, em cũng ngờ là ó giận thật. Em cả ngày hôm sau đó là em rất là lo là mình phải kiếm chỗ khác để ở, vì không còn được ở như thế này nữa. Thì ó đến và ó kêu em đi uống nước. Ó nói là được ạ. Ó nhiều khi ó phải giận, ó phải nói như vậy để các con trưởng thành, để các con biết nhận sai cái các cái lỗi của mình. Chứ mà ó không hề để bụng, biết sai biết sửa là tốt. Có những cái đó là em học được rất là nhiều điều, đó là có thể là một kỷ niệm. Từ đó đến nay em cũng không đi quá 1 giờ nữa. Lúc vào ở với O thì em mới biết O thôi, chứ trước đó thì cũng không biết. Nhưng mà ở với O thì em thấy O giống như là một người mẹ, người bà của, trong gia đình của mình á. Rất là quan tâm đến mấy anh em sinh viên của bọn em. O rất là có cái gì ăn hay là cái gì O cũng chia sẻ với tất cả anh em trong nhà hết. Nhiều khi em thấy rất là thương O. Dạ. Nhưng mà sắp tới đây thì cũng em cũng ra trường rồi thì cũng rất là chắc là sẽ rất nhiều O và có cơ hội thì sẽ quay lại để thăm O. Rồi tôi ngủ 1 giờ sáng mới ngủ. Cái năm cái tháo tôi cái ngủ cũng được. Năm tháo tôi ngủ là cứ đêm cả các em sinh viên tôi ở trong nhà là các vợ người người khác nữa đó. Đêm người nữa. Ai về thường còn nhớ được mấy người lúc đến đây được bộ mắt về đi mổ bụng đó nên mẹ giờ anh Cương anh Hồng anh Tùng về Đức ở về Hoàng đó là cái gãy chân là tàu ngoài Nghệ An bộ gãy chân anh tàu đến đi mong cho họ học đâu sau thành tài thành được học cái giỏi. Sau thành tài được ra có nghề có nghiệp mà thành tài mà đi làm thì đúng rồi. Sau mà lập gia đình nên thành tài thành đức mà có công ăn việc làm. Con vẫn nhớ như in vào những dịp Huế mưa bão, con đường thấp khiến nước sông Hương dân lên ngập nửa người. Mẹ đứng ngồi không yên khi biết đám sinh viên chưa về nhà đầy đủ. Chốc chốc, mẹ lại giục đứa ở nhà gọi điện hỏi thăm tình hình những người đi học chưa về. Năm 2012, khi tốt nghiệp ra trường, con đã từng hứa rằng sẽ quay lại thăm mẹ, cảm ơn sự bao bọc, dưỡng dục của người phụ nữ tốt bụng. Thế nhưng công việc của cuộc sống cơm áo gạo tiền đã cuốn con vào vòng xoáy, khiến dự định nó chưa thực hiện được. Giờ con đã có 2 cháu bé kháu khỉnh rồi mẹ ạ. Nhất định con sẽ sớm đưa gia đình nhỏ vào Huế, ra mắt mẹ vào thời gian sớm nhất. Hy vọng ngày đó mẹ vẫn còn mạnh khỏe để nhận ra cô sinh viên bé nhỏ ngày nào.
cảm ơn mẹ vì tất cả. Đây là bài báo tuổi trẻ chị Long viết để gửi cho O đó. Hay không? Phải cho hết mắt đi cả. Học mô. Con biết hay hơn nhiều. Là cô học báo luôn việc chứ hay.